Rèm cửa như ý, chuyên tư vấn thiết kế hoàn thiện rèm cửa văn phòng, rèm cửa gia đình hàng đầu hiện nay. Với mẫu mã đa dạng, chất liệu tinh tế, màu sắc sang trọng, rèm cửa như ý không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu khắt khe từ những khách hàng kỹ tính nhất. Cam kết hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng. Truy cập ngay website remcuanhuy.vn hoặc liên hệ hotline 0973 619898 để được tư vấn miễn phí và hưởng ưu đãi tốt nhất. Cơn sốt iPhone 11 ra mắt, iPhone và đỉnh cao của marketing. Thế hệ iPhone 11 ra mắt chính là sự kiện công nghệ lớn và được mong chờ nhất thế giới. Không thể phủ nhận hiệu ứng cũng như sức nóng của nó trên khắp mặt trận Internet. Không khó hiểu khi chủ đề từ khóa iPhone 11 đang nhận được thống kê cao nhất về lượt tìm kiếm trending của Google vài ngày trở lại đây. Và chúng ta một lần nữa khẳng định rằng marketing của Apple thực sự đỉnh. Có lẽ trong lịch sử nền kinh tế thị trường, hiếm có mặt hàng công nghệ nào được săn đón, mong chờ đếm ngược từng phút chờ đợi, ra mắt như những chiếc điện thoại iPhone của Apple. Từ những chiếc iPhone 3 lần đầu chỉ được truyền tai nhau ở Việt Nam cho đến những thế hệ tiếp theo đã gây nghiện hàng tỷ người dùng trên khắp thế giới. Từ khách hàng mới đến khách hàng cũ muốn nâng đời chiếc iPhone đang cầm trên tay của mình. Cứ mỗi lần táo khuyết tung ra sản phẩm mới, dù chưa rõ hình hài nhưng cũng đủ gây ra những cuộc cãi vã tranh luận khắp nơi. Hàng chưa về nhưng cả đoàn người xếp hàng mấy ngày liền chỉ để được móc hầu bao sở hữu khối kim loại mát lạnh chứa trong đó cả bầu trời công nghệ. Thế giới điện tử viễn thông phải ngả mũ thán phục trước thành công của hãng công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nó khiến người tiêu dùng mê mệt dù giá không hề rẻ. Chiếc iPhone X được định giá ở Việt Nam lên tới 50-70 triệu đồng một chiếc. Hay theo Apple Hub, nguồn tin mới nổi đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Giá bán của các phiên bản iPhone 11 vẫn sẽ có xuất phát điểm tương ứng với những năm gần đây, không thay đổi đáng kể. Cụ thể, iPhone 11 giống iPhone XR sẽ có giá gốc 749 đô, trong khi iPhone 11 Pro và Pro Max đạt ngưỡng 999 đô và 1099 đô. Đỉnh giá với dung lượng cao nhất vẫn được giữ nguyên 1499 đô, tương tự iPhone XS Max bản 512GB hiện tại. Nhưng giá cả chẳng thành vấn đề, đỉnh cao công nghệ của iPhone đúng là không có gì bàn cãi. Nhưng người ta bắt đầu đặt câu hỏi, giá trị thật của iPhone là bao nhiêu? Chiếc điện thoại suy cho cùng cũng chủ yếu để đàm thoại. Nhưng lạ ở chỗ, bởi nếu người tiêu dùng mua iPhone chỉ vì giá trị sử dụng của nó thì Apple đã không thành công đến vậy. Cũng dễ thấy Apple hay Samsung, Microsoft BlackBerry hay Huawei đều sử dụng các thành tố như nhau, cùng chia sẻ chung một nguồn lực như nhau và Apple cũng không phải là nơi nghĩ ra đầu tiên các sản phẩm như máy nghe nhạc, máy tính bảng hay smartphone. Tại sao người ta lại mua iPod thay vì Zoom, chọn iPhone hơn chứ không phải những chiếc BlackBerry? Thích thú với iOS đồng đảnh hơn là Windows Phone gần gũi. Dễ thấy rằng tại Việt Nam chưa từng thấy Apple quảng cáo sản phẩm của mình trên TV hoặc báo chí, hay chỉ là Apple không sử dụng chiêu marketing thông thường đó. Nhưng tất cả những gì mà Steve Jobs cho đến Tim Cook và các cộng sự của ông có được là sự mê mệt của người dùng, là sự bàn tán về iPhone khắp nơi, là sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ. Phải chăng chính tâm lý khách hàng đã mang lại sự thành công rực rỡ cho Apple? Mọi khác biệt chỉ có thể đến từ marketing. Ai chắc rằng mấy người xếp hàng ngoài kia liệu có phải chỉ đơn giản muốn mình là người đầu tiên được cầm trong tay chiếc iPhone? Không hẳn vậy, họ làm thế để thể hiện cái tôi của mình. Chiến thuật marketing của Apple thúc đẩy thứ ham muốn đó. Họ lôi kéo mọi người tập hợp lại một cách vô thức xung quanh một lý tưởng chung bằng sự kết hợp tài tình của các chiến thuật tiếp thị, tâm lý và xã hội. iPhone, iPad liệu có cháy hàng trong suốt quãng thời gian tồn tại của mình như người ta vẫn nghĩ? Sự thật là không. Chiêu tiếp thị tâm lý đã tạo ra một nghịch lý là càng về cuối của một đời iPhone thì hàng tồn kho càng nhiều. Dù đã tới đời iPhone thế hệ 11, nhưng khách hàng vẫn dễ dàng mua một chiếc iPhone 5 mới cóng chính hãng. Chiến thuật tiếp thị tâm lý gây sốt của Apple biến sản phẩm của họ như trở thành một thứ đam mê, cứ mỗi sản phẩm mới ra mắt sẽ khiến sự sùng bái tăng lên. Họ không cầm trên tay sản phẩm của mình và nói nó tốt nhất thế giới, nhưng hầu hết người dùng đều gọi nó là siêu phẩm. Đội ngũ marketing của Apple quá thành công trong việc làm truyền thông, xây dựng thương hiệu và định giá sản phẩm. Dù có thích Apple hay không thì chiến thuật marketing của họ quả là một thứ rất đáng gờm. Một chiến thuật vẫn chưa có công ty công nghệ nào khác bắt chước được. Và hơn hết, chả có gì giữ chân khách hàng bằng chính giá trị của nó. Marketing chỉ làm khách hàng biết đến sản phẩm, còn sản phẩm được săn đón mong chờ từ những khách hàng cũ chỉ có thể là giá trị sử dụng mà sản phẩm đó mang lại. Bởi nếu làm tốt truyền thông mà chất lượng không tương xứng, thử hỏi làm sao khách hàng cũ vẫn có thể mong đợi đến vậy mỗi khi Apple ra sản phẩm mới.
những giá trị Apple tạo ra và giữ gìn suốt bao năm qua đã tạo nên thương hiệu của chính họ. Bởi ngay cả bây giờ, không chạy đua theo thị trường, kể cả bạn cầm trên tay những chiếc iPhone đời cũ, ngay cả 5, 6S thì sản phẩm vẫn dùng quá tốt. Marketing tốt chưa đủ, giá trị sản phẩm mang lại cho khách hàng cũng là điều quan trọng. Apple đã làm tốt cả hai. Còn bạn có mong chờ sở hữu chiếc iPhone 11 trên tay? Bạn nghĩ sao về chiến lược marketing của ông lớn Apple? Hãy chia sẻ bằng comment bên dưới nhé! Nội dung được thực hiện bởi biên tập viên Ngọc Ánh từ Độc Đáo TV. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhstudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.